Thưa quý vị và các bạn, trong chiến tranh, bà Nguyễn Thị Hưng, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động là nữ thanh niên dũng cảm kiên cường, không lùi bước trước mọi khó khăn gian khổ, cống hiến những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân cho đất nước. Khi trở về địa phương, bà là người tình nguyện xung phong trong các hoạt động xã hội, trở thành tấm gương bình dị mà cao quý trong cộng đồng. Phóng sự nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2024. Năm 1964, theo tiếng gọi của non sông đất nước, cô gái 17 tuổi ấy cùng bạn bè viết đơn tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong. Nhưng vốn dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nên khi khám sức khỏe, cô đã không đạt tiêu chuẩn do thiếu cân. Không nỡ nhìn bạn bè lên đường mà không có mình, cô đã xin với ban tuyển quân để cùng đi bằng được. Gần 7 năm làm nhiệm vụ trên các chiến trường, bà cùng rất nhiều người con anh dũng của mọi miền Tổ quốc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phá đá, nổ mìn, bom nổ ở đâu, đường hỏng ở đâu là bà cùng đồng đội chạy đến san lấp khắc phục. Những chiếc cuốc xẻng mang sức trẻ của tuổi 18 đôi mươi đã san lấp không biết bao nhiêu đoạn đường, vận chuyển không biết bao nhiêu mét khối đất đá. Treo mình lên vách đá 36, cứ quay vòng này. Đi hành quân thì là cứ đeo hai cái quần đi, đóng một viên gạo xoong nồi là trèo đi. Cũng rất vinh dự là được là đảng viên trẻ, cho nên là đi biệt phái, những cái nơi khó khăn nhất là mình có mặt. Năm 1970, bà trở về quê hương và tham gia nhiều hoạt động ở địa phương, là cô giáo mầm non và trở thành chủ tịch hội phụ nữ xã. Dù làm việc gì, bà cũng hết lòng, hết sức, được lãnh đạo các cấp, nhân dân tin tưởng, yêu mến. Bà còn tìm tòi học hỏi, tăng gia sản xuất tại gia đình, vừa chăn nuôi, vừa trồng trọt để tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ các chị em đồng đội. Năm 2008, làm chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong của xã, bà đã thu hút gần 60 cựu thanh niên xung phong vào sinh hoạt trong hội. Với lòng nhiệt tình, bà đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xã hội tích cực. Từ năm 2020 đến nay, bà cùng chính quyền các cấp vận động người dân tham gia hiến trên 1.400 mét vuông đất, hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương. Đồng chí Hưng thì rất xuất sắc, tuổi cao nhưng mà chí càng cao, rất nhiệt tình, tâm huyết đối với tập thể hội cựu thanh niên xung phong xã Hiệp Cường. Không những thế mà còn lan tỏa tất cả trong 16 xã và thị trấn của Kim Động như tôi. Dù đã gần 80 tuổi, nhưng cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hưng, người đảng viên 55 năm tuổi đảng, vẫn luôn phát huy tinh thần xung kích của người lính Cụ Hồ. Với những thành tích đã đạt được, bà nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.